Chào mừng các bạn đến với kênh Nguyên Dương. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa các bạn, đúng hẹn hôm nay Nguyên Dương lại phải đến bệnh viện ca, cái nơi mà trong cuộc đời của mỗi con người không ai muốn phải đến đây, nhưng đó là điều không thể. Và đôi khi chúng ta còn được đến đây còn là niềm hạnh phúc, bởi nếu không khi chúng ta không thể đi được, không thể đến được nơi đây, thì một miền đất hứa nào đó đang dành cho chúng ta ở một nơi vô cùng xa lạ. Thưa các bạn, chúng ta hãy coi như đây là một niềm vui của mỗi một con người, mỗi một cuộc đời, không cho nó trở nên nặng nề, bởi như vậy chúng ta sẽ rút ngắn đi con đường chúng ta phải đi. Cảm ơn bạn đã đến với Nguyên Dương. Chúc các bạn luôn an lành, hạnh phúc và thành công để đón một năm mới nhiều thắng lợi, niềm vui.